Trời ơi. Trời ơi. Có cá gô biển kìa. Có cá gô biển luôn nè. Con cá này lâu lắm mới thấy nè anh Hiếu. Khá là nhiều luôn á. Chốt không nữa nè. Bác giác này không có tôm rồi. Sau khi anh có hứa với lại kênh em cũng như là cô Tư thì anh nghĩ thì bao lâu thì anh mới quay lại cái mò cá? Cũng lâu rồi, cũng mới mò đây tháng 2-3 tháng nay chứ gì, mò đâu chưa được từng nữa. Thì thấy vậy thôi, người ta quở qua ngoài, tao nói mày hứa bỏ nghề sao mày làm lại, thấy vậy thôi dẹp xuồng dẹp máy bán rẻ cho người ta hết luôn. Mà sao anh lại đi mò lại cuộc sống? Tại lúc đó mần không được, trên bờ không có tiền bạc gì chứ đi mò sống qua ngày. Lúc đó là khô tiền trong nhà. Khá rất là nhiều lần mà Bùi Hồ đã quay cho cô bác quý anh chị xem rồi. Lại gần ngay cái cống nó nước chảy ghê lắm, mà anh hình như chắc có một cái trụ bám nên thành thử ra là anh không bị cuốn ra đây. Nói nước này đó nó cạn thì sao? Sao hả? Cá còi hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy chắc có lẽ rằng là cách đây khoảng hơn một năm, thì đối với hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy trên kênh Bùi Hồ đó thì khá là quen thuộc. Đó là anh Hiếu, người mà được mọi người hay gọi với cái tên là dị nhân bắt cá bằng tay không. Rồi sao mò thêm nước nữa hay về được rồi? Nữa hả? Trời ơi. Trời ơi. Ngay cục cá luôn hả? Nè mọi người, tụi nó cứ bay, cứ thoải mái mà bay xuống. Ra mà khi mà bắt được những cái con cá, cầm trên tay những cái con cá chốt mà nhờ to tướng như thế này, nhìn đã lắm mọi người ạ. Đó, nhìn phê luôn. Không biết thì khi mà anh chạm được những con cá này ở dưới thì như thế nào, cứ đụng ở dưới này cứ mình không bao giờ không dám lấy tay đâu. Rồi sao mò thêm nước nữa hay về được rồi? Nữa cái gì? Nữa hả? Trời ơi. Trời ơi. Ngay cục cá luôn hả? Nè mọi người, tụi nó cứ bay, cứ thoải mái mà bay xuống. Một cọng gì là 2 kg không anh Hiếu? Hả? Quá dữ anh Hiếu ơi. Bỏ hộp nhĩ kìa. Nhiều ghê luôn á. Bây giờ cái khoang toàn là cá không á. Nếu nói bữa nay là lên cho Sài Gòn ăn ngán thôi mà. Lặn gì mệt không anh Hiếu? Khát nước không? Khoảng hơn một năm trước thì anh đã thể hiện cái biệt tài của mình là lặn ở sông Tiền với một cái ống hơi và với một cái gọng đựng cá thì khoảng 30 phút thôi. Thì anh có thể đem lên hàng ký cá, thậm chí là có bắt được những cái con cá rất là to. Và được minh chứng á, là rất nhiều đài truyền hình, nhà báo để mà phỏng vấn anh về cái biệt tài của anh. Thì hôm nay Bùi Hồ muốn quay trở lại thăm cái hoàn cảnh của anh như thế nào. Thì mới phát hiện anh cho hay rằng là hiện nay anh đã bị mắc một cái căn bệnh. Cũng có một người cô, đó là cô Tư ở Mỹ, đã hỗ trợ cho anh với một cái số vốn khá là lớn để mà sửa chữa nhà và làm vốn đó. Thì anh có hứa với trên kênh Bùi Hồ rằng là sẽ không làm nghề sát sinh này, một là nó rất nguy hiểm, hai là anh thấy cảm thấy nó mang một cái tội,
nên anh đã hứa và cô Tư đã cho anh một cái số vốn để làm ăn. Nhưng mà em quay lại cái hoàn cảnh của mình thì trước đây thì những ở video clip trước đó thì anh có nói với em rằng là khi nào hết nợ thì anh sẽ bỏ cái nghề bà cậu, cái nghề gọi là hạ bạc khô dầm là hết tiền. Thì hôm nay thì anh có thể nhắc lại những cái lời anh hứa trước cho em nghe được không? Thì lúc cũng có hứa là nói hoàn cảnh mưu sinh về sông nước khổ quá mới làm, nếu có ai giúp đỡ thì lên bờ kiếm chuyện trên bờ mằng cho nó thanh thản cuộc đời, chứ ở dưới sông thì nó cũng rất nguy hiểm. Giờ nhờ cô Tư đó giúp đỡ thì số tiền 1,500 đô Mỹ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 là 15 tờ, là 1,500 đô thì em sẽ gửi cho anh nè. Còn đây là cô có dặn á, là tiền này thì anh không được gấp lại nha. Là thứ nhất, cái thứ hai là khi anh cần thì anh hãy đổi ra. Một tờ như vậy thì hiện nay có giá là 2,310,000 đồng. Thì đây em thay mặt cô Tư ở Mỹ gửi cho anh. Anh có muốn nói lời nào không? Thì cũng cảm ơn cô Tư giúp đỡ cho lên bờ sống cho nó thoải mái hơn chút. Anh có lời hứa nào nói với cô Tư nữa không? Thì cũng cô Tư dặn bớt sát sanh thì giờ mình cũng phải là theo lời cô Tư giúp đỡ, vậy là cũng nghỉ làm bớt, không có làm nữa. Dạ. Thì hôm nay thì quay cái clip này thì em sẽ không đi theo anh mò cá nữa và em sẽ không không quay clip anh mò cá trên sông nữa. Cái thứ hai là em nói với anh thì hôm nay thì giúp cái hoàn cảnh anh như thế này thì em cũng rất là vui. Nói chung là cũng vui cho anh thì anh đã thoát nợ. Nhưng thì em cũng nói luôn, thì nói trên clip này thì hôm nay thì anh Hiếu nhận được cái phần hỗ trợ này thì anh rất là mừng. Hôm qua thì anh cũng ngủ không được và hôm nay thì về thì có điện anh về, anh hỏi về đến đâu rồi, tại vì lòng anh cũng rất là nôn nao. Anh Hiếu ơi, hôm nay thì em cũng nói ở trên đây luôn, từ nay về sau thì mọi người hỗ trợ cho anh á thì em sẽ không nhận nữa, tại vì và em sẽ ngưng nhận cái phần tiền hỗ trợ. Thì anh Hiếu ơi, bây giờ thì anh có thể chia sẻ cho cô bác của anh chị biết rằng anh bệnh gì và như thế nào và cuộc sống của mình, của anh với chị hiện nay ra sao không anh Hiếu? Hiện nay thì nhìn anh rất là xanh xao, ốm luôn mọi người. Thật ra đi bùi hồ nhìn không ra anh Hiếu là một người cường tráng của một năm trước nữa. Thì anh có thể chia sẻ cho cô bác của anh chị cũng như là mọi người được hiểu không anh Hiếu? Hay một lần cũng hứa với cô Tư rồi bỏ nghề đó, thì sau này mới không có tiền rồi mới cái thằng bán xuồng cho nó đó, thì nó không đi nữa, thấy vậy chia lại làm có đâu được đâu từng lễ gì đó, làm lại lặn lại người ta quở quá trời, người ta la, tôi nói mày hứa bỏ nghề sao làm lại, thấy vậy giờ mới bán xuồng bán máy nghỉ hết luôn rồi. Rồi gây ngang vụ qua bệnh nóng lạnh hoài tưởng là y bệnh gì, nào đi xét nghiệm giờ bị lao phổi nặng, bây giờ điều trị mỗi tuần mỗi lãnh thuốc, rồi nằm bệnh viện bữa hổm cũng hết mười mấy ngày, cũng nhà chưa, lúc đó chưa mua bảo hiểm, cũng tiêu quy với xe bộ bán cầm hết, bây giờ không có khả năng nữa, bây giờ đi mỗi tuần mỗi lãnh thuốc gì mới có bảo hiểm, chứ bữa hổm một tuần lãnh thuốc chỉ là 800 ngàn. Một tuần lãnh là 800 ngàn hả anh? Ồ, là bao nhiêu ngày như vậy? Uống con tuần một. Tầng một mất đi lãnh cái khác nữa. À, bây giờ mới có bảo hiểm, bữa nay xuống tốn có 70,000 mà dưới 2 giờ trong gia đình là hết vốn hết liếng, đi đứng cũng đi hỏi mượn tiền đó không anh. Em nghe chị nói là anh có nằm ở phòng cấp cứu hả? Nằm phòng cấp cứu Phú Tân hết 4 ngày, hết đóng hết 3,8 triệu mà nó còn có 90,000 tiền dư. Với tiền ăn uống chạy 7-8 triệu bạc. Nằm thở oxy. Ừ. Là mình phát hiện bệnh là buổi tối hay ban ngày anh? Chắc cũng chiều rồi, tại đi tính nóng lạnh rồi đi chích thuốc đo còn có huyết áp xuống còn có 7 độ. Dạ. Ta đâu dám chích, ta kêu chuyển liền qua bển là vô thở oxy liền. Thở oxy trực tiếp trong cấp cứu hết 4-5 ngày. À. Vậy thì anh mò cá như vậy á là nó bệnh luôn hay là anh không, nghĩ trước á. Dạ. Nóng lạnh tới lui mình tưởng nó là sốt này đi sốt kia vậy hầu. Trong cái phổi cái gan nó bị bài tiết cái hành đâu có biết, ỷ y không đi khám, tới nào đi khám mới phát hiện.
Dạ. Giờ bị lao phổi nặng, bây giờ ngày nay xuống dưới, bây giờ ở ông bầu với giờ ta kêu ta lấy đàm nữa là ta nói giờ hai con kháng khuẩn như đó đó. Nếu mà con kháng khuẩn mạnh á là phải nhập viện. Bởi vì nó kêu về đi hai bữa cho hay. Hai bữa nó xét nghiệm đàm với gọi điện lên cho hay, nếu mà con vi khuẩn đó, cái con đó mạnh thì phải sang đồ xuống nhập viện. Còn con yếu thì phải sang lãnh thuốc ở Thanh Bình đúng 6 tháng. Không nghe cái chi phí viện phí rồi đi đứng là hết bao nhiêu tiền à? Có mười mấy triệu. Mười mấy triệu? Từ lúc bệnh tới giờ. Sau khi anh có hứa với lại kênh em cũng như là cô Tư thì anh nghĩ thì bao lâu thì anh mới quay lại cái màu cá? Cũng lâu rồi, cũng mới mò đây tháng 2-3 tháng nay chứ gì, mò đâu chưa đựng từng nữa thì thấy vậy thôi. Người ta quở qua ngoài, tao nói mày hứa bỏ nghề sao mày làm lại, thấy vậy thôi dẹp xuồng dẹp máy bán rẻ cho người ta hết luôn. Mà sao anh lại đi mò lại? Cuộc sống ấy lúc đó mần không được, trên bờ không có tiền bạc gì chứ đi mò sống qua ngày. Lúc đó là khô tiền trong nhà luôn. Mà em có biết được anh có một cái nghề gọi là cái nghề hàng. Mà trong lúc đó thất nghiệp bây giờ cũng còn làm đâu, bây giờ có ai kêu đâu. Tại vì mình làm sửa chữa lặt vặt không mà đồ hư nó mới kêu mình, chứ đâu mình đâu có vốn liếng đồ lãnh. Dạ. Kiểu như bên sửa chữa, khâu sửa chữa đồ ai hư sức mối hàng rồi mình lại mình làm thôi. Chứ đâu có vốn đâu mà lãnh, người ta kêu lãnh nhiều khi mái che với dốt đâu có dám lãnh đâu, sợ lỗ. Mình chủ yếu lại làm ăn công ăn ngày thôi. Dạ. Giờ đồ người ta hư đó lại làm ngày nhiêu, đem đồ mình lại đồ người ta mua vậy đó. Anh ngày xưa dành có tin về cái chuyện tâm linh không? Có chứ, tin mấy đợt sau này làm mới sợ bà cậu ấy rồi đó mới dẹp nghỉ luôn đó, bệnh. Dạ. Có nghĩa là lúc trước thì sức khỏe của anh rất là cường tráng. Anh lúc đó anh em gặp anh mà mấy anh em mình đi mò cá là anh nhiêu ký ta? 71. 71 ký. Còn bây giờ? 65. 65 ký. 60 ký luôn. 6 ký. Ăn đỡ nhưng mà không ớt không. Mất 6 ký. Mất 6 ký. Nhìn anh không ra luôn. Anh có suy nghĩ rằng là cái lời hứa của anh vậy á thì bà cậu có thể biết được và có thể khiến cho anh bị bệnh không? Cũng nghi vậy đó, mấy cái cúng giái rồi đem dịch rồi xuống sông cúng giái. Đem dịch xuống sông cúng hả chị? Ừ, cúng giái trái cây rồi xin lỗi rồi. À. Không có tái diễn lặng nữa. À. Lúc đó là sau đó thì mỗi ngày anh mò có được nhiều cá không? Từ ngày... Cũng ít hơn mỗi lần mà khớ mình lặn. Dạ hả? Đâu đâu đi hoài đâu, cũng như năm... 2-3 bữa tới nước kém mới đi một bữa. Chứ không phải mỗi bữa mới đi như mỗi lần. Can như bữa nào nước kém kẹt tiền không có tiền này kia đi mò đó mua bảy chục ký gạo với can ngay cái ngày đóng tiền điện nữa. Mò lên là đóng tiền điện 100-200 ngàn tiền điện. Chứ đâu có đi mỗi ngày như mỗi lần. Thấy người ta quở quang quá, tao nói mày hứa bỏ nghề sao mày làm lại. Thấy vậy thôi dẹp. Là nghỉ đi là lâu chưa? Nghỉ đi đâu có tháng mấy 2 tháng nay. Có nghĩa là anh hứa thời gian rồi anh không đi mò, thì sau đó cuộc sống của mình nó khó khăn thì anh mới xách xuồng anh mua xuồng mò lại. Chủ cái xuồng lại để dành tới ngày đóng tiền điện nữa. Dạ. Rồi không có tiền điện thì đi mò con nước, bây giờ đóng tiền điện với tiền nước. Đi mò ra được 4-5 lần chứ 4 lần chứ. Mò 4-5 lần thôi. Ừ. Là tự nhiên cái nóng lạnh luôn. Nóng lạnh hoài này kia hành hoài, tưởng đâu sốt này sốt kia và hầu dứt cuộc đi khám tôi kia bệnh lao phổi. Sau khi đi mò đó em hỏi thiệt anh là anh có thấy được cái gì nó là lạ không? Thấy gì con cái là kiểu như nó nóng lạnh rồi kia, hành nóng lạnh rồi kia, chứ không mình lặn cũng bình thường không thấy gì hết. Rồi tưởng đâu sốt bậy bạ rồi giúp cuộc đi xét nghiệm ra thì chị mua con vịt cúng luôn hả chị? Vịt chứ trái cây rồi đem xuống trái xin lỗi rồi dẹp luôn, bán rẻ bán mắc. Thật ra thì trong cái cuộc sống của mình á, có những cái chuyện mình không tin không được. Nó mình nhầm khi mình nói mình hứa vậy không, mình không gặp trục trặc về vấn đề mà ở dưới nước đi thì nó có thể khiến cho mình những cái chuyện khác, chẳng hạn như là bệnh hoạn. Bây giờ thôi bữa sớm nhau mẹ đồ mua trái cây rồi đem ra xong cúng giấy rồi giấy rồi đỡ lại đó, chứ bữa mà chưa giấy là nằm thở oxy. Dạ.
cúng giấy xong còn giờ nó hơi mệt mệt nhưng mà nó đỡ hơn mỗi lần. Bị ép tim à? Có nghĩa là một người mà lặn như anh mà lại bây giờ lại mắc cái một cái căn bệnh, nó là liên quan đến nước luôn. Đó là căn bệnh phổi. Bệnh phổi là nó sẽ liên quan đến hơi thở của mình nè, liên quan đến nước. Thường người ta nói là lặn ở dưới sông nhiều đó, phổi bị ảnh hưởng, phổi bị ảnh hưởng phổi. Giờ đi xét nghiệm mới biết lao phổi. Mà giờ lao phổi giờ mới đi xuống ông bầu hồi nay là nói giờ hai con virus bây giờ nó nặng lắm, để hai bữa ở dưới điện lên cho hay. Là bây giờ đâu có làm gì được, không có làm nặng được. Như nó nhiều khi nó mệt, nó khó thở, khò khè, bị phổi. Chị thì làm cái công việc gì? Chị ra đây đi chị. Chị có ghế ra đây luôn đi. Đẩy vào cái hàng bông ra chợ đó rồi chảy tấm điểm rồi bán. À lúc trước cô Tư cho xe, cho tiền để hàng chiếc xe nè đúng không? Một lần bán cháo trắng giờ à, bán chiếc xe này là cải. Cô Tư ở Mỹ cho tiền để hàng nè. Để bán cháo trắng mà bây giờ là chị bán rau cải hả? Ngày được thu nhập được nhiêu? Bảy tám chục, trăm trăm mấy. Rau cải đó là mình lấy lại của nhà vườn hay sao ta? Mua của nhà vườn rồi. Lấy nhà vườn ha chị ha. Thật ra thì bản thân của em thì không nghĩ sao một năm, hơn một năm gặp lại thì anh lại tiều tị giống đến như vậy. Lúc đó cơ thể của anh cường tráng lắm. Anh là người rất là lực lượng. Nhưng chị... Dạ. 6 ký thịt. Chị là... Bây giờ là chị làm bán rau cải hả? Được bao, được bao lâu rồi chị? Bán mấy tháng nay. Xúc vô đây anh đi chị. Bán mấy tháng rồi? À. À, lấy của người ta lại bán. Lấy bán hơn 8 bây giờ. Mình đẩy hay sao chị? Ngồi chợ bán không? Ngồi chợ hả? Ừ. Bán từ mấy giờ đến mấy giờ ta? 7 6 giờ mấy giờ là 7 tới bán tới 10 giờ gì. Dạ. Để vòng vòng. Ừ. Ủa anh Hiếu là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Anh năm 82 nay 40. 40 rồi. Ê, ơi, gặp cái biến cố này nữa làm ăn làm uống gì được. Rồi bây giờ em hỏi thiệt, bây giờ anh có một cái ước muốn gì không? Giờ mà không được chứ hỏi ba tiền này kia với tiền cầm xe rồi cũng giờ điều trị mỗi đúng, nếu mà giái đừng có vụ nhập viện tại hai bữa với ông bầu cho hay, một nhập viện là hai lãnh thuốc ở huyện mình 6 tháng. Cũng xin nhà hảo tâm nào cũng cho được mớ nào tiền đi đứng lãnh thuốc men vậy đó. Mớ vốn chuột xe rồi lại có đi đám tiệc rồi ở nhà có chiếc xe đó đi cua gửi gãy cho mượn lấy cầm xe này hả, xe kia cầm chiếc kia. Tưởng đâu cầm chiếc này chứ. Chiếc này 1 triệu không ai mua được. Cầm chiếc kia cầm nhiêu? Ừ, gấp quá vô cấp cứu rồi cầm năn nỉ ta cầm được 6 triệu. Yeah. Rồi tivi đồ nhà cửa đâu bán hết rồi? Tivi bán với vàng đồ luôn bán được có 6 triệu bạc, dồn mượn đi bệnh viện. Hỏi lúc trước là vòng. Lúc trước mà mình cũng lặn thời gian đó mình cũng có đủ sống luôn. Có đôi khi ngày anh lặn bán cả triệu là bình thường phải không anh Hiếu? Bình thường triệu chứ ngoài bình thường. Một ngày hết hả? Rồi gọi lại quay thì cũng hết tiền. Nghỉ chừng 2-3 ngày thì dùng mặn bà cậu hay gì. Có khi nào mình hối hận khi mà mình quay trở lại cái lần lặn sau bây giờ mình bệnh gì đó? Mình, có. Nằm mình có hối hận. Bây giờ mình thắt lời hứa, mình giờ mình mới vậy. Mới cúng giấy mới đỡ chứ bữa chưa cúng giấy là nằm thở oxy. Làm đường có làm được đâu, đâu. Ai có kêu làm đâu. Dịch bệnh nữa chị. Ừ, có bệnh anh chị mặn không? Dạ. Rồi anh thấy điểm đó thôi đi làm tiếp đi. Để đi mua cái xuồng làm có vốn mà tiền bốn cái lần chứ. Ừ. Lại bị bệnh luôn. Rồi chị mới giấy. Dạ. Cũng không có ngờ là nó lại ập đến chị nhanh như vậy ha. Ước nguyện chị vậy ông cho anh làm vậy đó, giấy thôi giấy gian nghỉ đi. Dạ. Giờ mỗi tuần mỗi điều trị. Bây giờ còn kết quả hai bữa nữa là với ông bầu người ta điện lên, một nhập viện, hai lãnh thuốc 6 tháng. Mấy ngày mà anh lặn sau thì mỗi ngày anh lặn bán được bao nhiêu tiền? Cũng được 700-800 triệu. Nhiều lắm, cũng nhiều anh ha. Cũng nhiều, kể từ lâu quá mình không bắt lại. Ừ. Nó vô ổ hả? Nó dồn lại. 4 lần cũng được mấy giờ, 3 triệu mấy. 4 lần. Bán được 3 triệu mấy. Ừ. Thì lại quay ập tới bệnh luôn rồi. Sốt sốt hoài cái gì nó thôi đi nghỉ đi. Chị biết. Chị cảm nhận được không? Dạ, nhận được. Dạ. Yeah. Ừ. Chị biết rằng là có thể là do cái lời hứa hồi lúc trước đúng không? À, chị biết chặt lời hứa. Rồi chị mới giấy đó cho ra cái xong giấy gì cái cây với con vịt cúng.
Anh nằm bệnh viện anh thở oxy không một? Ừ. 4 ngày. Qua từng lễ mà nằm thở oxy 4 ngày. Ừ. Mới đầu đưa qua phòng bên khoa nội. Ừ. Rồi bắt đầu nặng quá nó mới chuyển qua cấp cứu. Bệnh viện huyện mà, đâu biết đường đâu. Thì qua thông qua cái đoạn clip như thế này anh có thể cho mọi người cái số điện thoại có thể trực tiếp liên hệ với anh được không? Số cũ mà. Anh có thể đọc. 032. À, số 032. 3 số 7. 777. 9120. 9120. Đó là số điện thoại của anh Hiếu, cô bác của anh chị. Thì cô bác của anh chị mà có lòng hồi hảo tâm á, thì có thể trong nước và ngoài nước có thể liên hệ trực tiếp đến cái số điện thoại của anh Hiếu mà Bùi Hồ để trên màn hình. Thì chắc có lẽ là hôm nay mà ngày mà cũng tình cờ em có dịp em về đây thì để ghé thăm lại cái hoàn cảnh và cuộc sống của anh chị sau một cái thời gian ngưng làm nghề bắt cá thì như thế nào, mà không ngờ lại suy sụp đến như vậy. Em không biết là do là mình trật lời hứa hay là tại cái căn bệnh tự nhiên, nhưng mà theo bản thân em cảm nhận á, có thờ thì có thiên mà có kiên thì có lành. Những cái công việc mà nó ập đến một cách mà khá là trùng hợp như vậy á, thì em nghĩ là cũng có sự nào đó về tâm linh. Ở đây thì em không nói đến cái sự là mê tín gì đâu, mà trong tâm linh của nó luôn hiện hữu trong cái cuộc sống á. Thì hiện nay anh Hiếu cũng đang gặp một cái bế tắc trong cái gia đình về cái vấn đề liên quan đến cái bệnh phổi của anh. Như là hết mặn một năm nay, đem tới rồi 6 tháng đến năm không có mặn gì được. Dạ, đây là cái hồ sơ bệnh án của anh này, cô bác giới thiệu thân mình chuyển đi ông bầu. Mình không có quay cái đầy đủ hết cho cô bác quý chị thấy được ha. Đây là tất cả các hồ sơ bệnh án của anh nè. Có miếng phim của chụp hình của phổi của anh luôn. Chẩn đoán là bệnh lao phổi. Bệnh lao phổi đó, phải điều trị theo phác đồ của bác sĩ 6 tháng. Nói chung là cái chi phí đi đứng thời gian sắp tới cũng khá nhiều. Mình sẽ lãnh thuốc, mình sẽ uống thường xuyên hơn. Thì hôm nay chia sẻ với cô bác quý anh chị về cái đoạn clip về anh Hiếu á. Cô bác quý anh chị mà có lòng hảo tâm thì có thể gọi điện thoại trực tiếp để hỗ trợ cho anh một phần nào đó. Và chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều đã xem video clip đến thời điểm này. Thôi thì hôm nay có dịp về đây ghé thăm hai vợ chồng của anh chị thì cũng có một cái tin không có vui lắm. Nhưng mà thôi anh chị cố gắng giữ gìn tinh thần sức khỏe ha. Mình nếu như mình còn thiện lành thì mọi người sẽ chung tay giúp đỡ hai vợ chồng của mình vượt qua thời gian khó khăn này ha. Em chào anh với chị ha. Thì bán nào đâu? À, rau cải, củ bầu, dưa leo gì đó. À, dưa leo này nhiêu ký ta? Dưa leo 7.000 với mười mấy ngàn cũng có vậy. À, nhà vườn người ta trở lại cho mình hay sao chị? À, ở đây có bầu nè. À, rồi đủ thứ hết trơn. Đầu đũa, khổ qua, dưa leo, thì bí gợ, bắp cải. Hồ bán cái đồ rau củ không? Đồ này thì nó bảo quản được lâu hơn là những cái rau cải ha. Ừ. Bán chạy không chị? Cũng được. Sao chị không bán cá nữa mà lấy cá bán mà chị bán này? Chị đâu có bán cá đâu. Đó chị đâu bán cá đâu. Không bán cá hả? Ừ, bán cháo trắng đồ về nghỉ rồi. Sợ tội hay sao? Bán ế, không bán cái đồ đó ấy, còn cái này bán hồi nằm được. Ừ. Bán này cũng dễ thương chưa? Dạ, vậy ha chị.